viên của thành thất chỉ bút, được gọi là ca trong viên hay cầm tiền pin. Trên các bản tin kiểm tra mình xử sự và bắt ra duy cái tính gì đó đã bỏ qua tính chiến đấu, cậu rằng nó vẫn còn bên ta. Đừng để tự một mình mà. Sợ hãi duy có tâm tình bị cử động cơ thể mà không được, cơ thể không nhận lời của duy, cơ bản trong chuyện cử động toàn thành bình thái và thức quan lý. Chứ càng ngày càng sợ, miệng không thể phát ra được tiếng. Bộ ngoài của duy đổi hết động cơ thể và cả người. Duy mãi không dịch được, chứ bao giờ anh chả có cái cảm giác này, cái cảm giác có biết giác quan đặc số này, cảm giác áp lực này và những áo giác thật là bị lạc. Chứ sợ anh nằm yên xuống con bệnh này vì không biết đi, là chỉ huy, thì giờ anh cứ sẵn. Thì bản thân của duy theo đi bản đồ và đi đến bộ khác. Cái gió đã lạc, từ bước chân của duy đi vậy, chứ làm chèn cho bắt tập hình. Một cái gió hết toàn làm cho duy đại sức lực. Người đánh một ngôi nhân tên, sau khi bước đến bậc hiểm thì bộ khác, duy chẳng sợ mình. Sợ người chắc của duy đã sẵn cổ thành, nhận một đầu xuống trên hiện thân, đến bên thì thật, máu trùng quanh, ra thì có thể lúc này đã sẵn mất. Chứ một dùng tay chân tay, chạm vào sẵn cổ thành thì bắt đầu người xa. Sợ ai duy bắt người bỏ chân, ngày thật bên dây, trên người duy đã còn đặt tay, chứ thể đặt tay người đã bỏ chứ bắn. Khai quá, hai thứ chết rồi, sai chứ, anh đi đến bộ khác, đến đầu xuống từ đây nó, nó cửa ra thì sẵn bỏ vào, hoàn toàn chung quanh nhà. Thank you.
Thank you.
anh qua được hỏi. Gracias.